Cảm ơn anh chị đã quay trở lại với kênh group của công ty Tenco. Hôm nay mình em sẽ làm một clip nhỏ để hướng dẫn mình cách thay bột phốt nước tại nhà. Mình xin thao tác nha. Anh chị cần chuẩn bị một cái rổ đựng ốc nè, một cái lục giác. Em cầm lục giác là lục giác 5 nha. Trên vị tháo á thì tháo bất kỳ thứ tự như thế nào cũng được. Và phần lưới thứ hai á là nhớ giữ lại tất cả những cái lông đền này nha. Tiếp theo là mình rút phần đầu máy này ra, không có dứt dẹp. Một cái chìa khóa. Mình khử đều hai bên là mình lấy ra rất là nhẹ nhàng rồi. Khi rút ra anh chỉ rút từ từ nha, thôi rất hết. Là mình chút nữa nhiều khi mình làm mình mệt mình không nhớ ra được cái thứ tự cái nào trước cái nào sau nha. Vậy thì kiếm một cây vít dẹp nhỏ. Ở đây thì em có một cây kéo ha. Đây là toàn bộ bột phốt nước của một cây piston. Rồi bây giờ em xin thao tác lắp vào nha. Chỉ để đúng chiều nha. Tại vì nhiều khi mình quên á, mình phải tháo cây kế bên ra mình coi. Thì mình nên thay từng cây thôi. Mình kiểm tra lại coi vô đều chưa nha. Thì cái việc thay phốt này nó rất là đơn giản. Nó khó là khó ở cái là mình không biết là thông số của cái bộ phốt này là bao nhiêu. Thì anh chị có thể liên hệ đến số hotline của công ty Tenco, được đội ngũ nhân viên tư vấn chính xác nhất cho mình về những cái phốt rửa xe để mình có thể thay thế cho đúng thông số. Nếu anh chị thấy thông tin bố thì có thể cho đội ngũ media xin like và subscribe để có động lực làm những clip tiếp theo. Hẹn gặp anh chị ở những video khác.